Thưa quý vị, khẩn trương tập trung truy vết, xét nghiệm trên diện rộng đối với đại diện hộ gia đình, khu vực phong tỏa và các phường đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, khống chế việc lây lan trên địa bàn thành phố là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 18 tháng 7. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Năm và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Đánh giá chung tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn phức tạp. Chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa. Điểm nóng là quận Liên Chiểu và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngoài ra gần đây, trên mạng xã hội có nhiều tin đồn giãn cách toàn thành phố hay giãn cách thêm một số phường khác. Thì lãnh đạo thành phố khẳng định, thành phố vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nên không có việc giãn cách toàn thành phố như đồn đoán, yêu cầu người dân hết sức bình tĩnh, không hoang mang, đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ngành địa phương quyết tâm ngăn chặn, không để dịch lây lan trong diện rộng, đồng thời đề nghị ngành y tế và địa phương tập trung xét nghiệm diện rộng trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 7, làm cơ sở đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý trong thời gian đến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc xét nghiệm khu phong tỏa và đại diện hộ gia đình trong 3 ngày này là 3 ngày vàng. Liên quan đến việc cách ly F1 tại nhà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị. Giao cho Sở Y tế nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Y tế thật kỹ và trước mắt tổ chức làm thí điểm ở một số địa phương có điều kiện, chứ còn chưa nhân rộng cái việc này. Sau khi phân tích bằng bạc của ngành y tế về chuyên môn, về những cái điều kiện đảm bảo, nhất là về công tác giám sát, rồi xử lý chất thải, rồi hàng loạt thứ vân vân, và nhất là cái ý thức hiện nay của người dân, thì cái này chúng ta cũng cần làm thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi chúng ta chuẩn bị cái tình huống xấu hơn thì chúng ta có thể áp dụng cái cách ly F1 tại nhà. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu ngành y tế xây dựng kịch bản cho từng tình huống, từng mức độ để chủ động ứng phó. Trên cơ sở đó, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án như vậy và phải quy rõ trách nhiệm khi thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tăng cường, đổi mới hơn nữa cách thức tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho người dân để nắm rõ tình hình. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị. Là phải khẩn trương và đẩy mạnh công tác xét nghiệm đối với là những khu vực phong tỏa, những khu vực mà có nguy cơ cao, những khu vực mà chúng ta thực hiện chỉ thị 16 và theo kế hoạch 119, cũng như là cái kế hoạch mà chúng ta ban hành xét nghiệm trong 3 ngày. Có kết quả này thì chúng ta mới có thể đánh giá được thành phố chúng ta đang ở đâu trong cái tình hình dịch này thì mới có biện pháp được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị đảm bảo hỗ trợ cho người dân khu phong tỏa, nhất là phải hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch phải đi kèm với đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Đề nghị Sở Công Thương thành phố đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong từng tình huống, giao các sở ngành địa phương chủ động bố trí cán bộ làm việc 50-50 để đảm bảo công tác chuyên môn cũng như phòng chống dịch bệnh. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, đến chiều ngày 18 tháng 7, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng là 49 ca mắc mới COVID-19, tập trung chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty điện tử Việt Hoa. Sau khi phát hiện các ca bệnh tại cộng đồng, thì quận đã thiết lập 30 điểm phong tỏa. Trong các khu vực phong tỏa này, hiện có gần 1.800 hộ dân với hơn 5.400 nhân khẩu. Quận Liên Chiểu cũng vừa truy vết và tổ chức cách ly tập trung thêm 142 trường hợp F1, truy vết và can thiệp y tế đối với gần 250 F2 và F nguy cơ. Hiện nay, quận Liên Chiểu đang tiến hành xét nghiệm cho lực lượng công nhân và đại diện hộ gia đình trên địa bàn để đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh.